hắn ta là một kẻ xuyên Việt đến một thế giới nọ và làm thần tử của Vũ Hóa Môn, là một tên phế vật nhưng lại sở hữu hệ thống đánh dấu vạn giới. Khi đánh dấu thành công sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống như là Vĩnh Động Đan Điền có linh, khí vô hạn, cấm kỵ chí tôn cốt, cấm kỵ chí tôn bì, thái dương thần thể và nhiều thứ khác. Cùng với hệ thống con đường trở thành đại đế càng dễ dàng, người đời biết hắn với cái tên Thập Bát Thần Tử Tần Thư.